hàng loạt những mẫu ô tô mới dự kiến sẽ được trình làng tại Việt Nam trong năm 2021 và nhiều cái tên được kỳ vọng sẽ hâm nóng, thị trường sau một năm 2020 đầy biến động do tác động của đại dịch. 1. Kia Soulnet Sau thành công của Kia Seltos, tốt, nhiều khả năng Thaco sẽ tiếp tục đưa mẫu SUV thương hiệu Kia khác về Việt Nam ngay trong năm 2021 mang tên Soulnet. Kia Soulnet thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ nhất được giới thiệu lần đầu tại Ấn Độ và cập bến thị trường Đông Nam Á với điểm đến đầu tiên là Indonesia hồi tháng 11 năm 2020. Kia sâu nét gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, táo bạo. Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng Kia sâu nét 2021 vẫn mang chất của một chiếc SUV đúng nghĩa nhờ khoảng sáng gầm xe cao, các miếng ốp nhựa viền chân xung quanh xe, tấm ốp bảo vệ gầm phía trước và thanh giá nóc. Tuy nhiên, điểm nhấn của mẫu SUV cỡ nhỏ này lại tập trung ở bên trong khoang cabin. Dù là một mẫu SUV giá rẻ nhưng Kia sâu nét lại được trang bị một khoang nội thất khá hiện đại. Bên cạnh đó, Xe còn được trang bị hệ thống lọc không khí thông minh, dàn âm thanh cao cấp 7 loa Bose có loa siêu trầm, ghế lái và ghế phụ phía trước có thông gió, hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi màu sắc theo âm nhạc trong xe, smart key cùng tính năng sạc không dây cho smartphone có chức năng làm mát máy. 2. Nissan X-Trail. X-Trail thế hệ mới đã chính thức trình làng tại Mỹ hồi tháng 6 năm 2020 và được kỳ vọng sẽ có mặt tại Việt Nam trong năm 2021 để gia tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe đối thủ về mặt thiết kế, Nissan X Trail thế hệ mới được coi là màn lột xác so với phiên bản tiền nhiệm với kiểu dáng thiết kế vuông vức, đậm chất thể thao hơn. Di chuyển vào bên trong xe không chỉ rộng rãi và thoải mái hơn, mà còn được nâng cấp trang bị tiện nghi nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng gia đình chứ không còn đơn giản như một chiếc xe để phục vụ mục đích kinh doanh. đằng sau vô lăng đáy phẳng mới là cụm đồng hồ đo lớn hơn với màn hình tiêu chuẩn 7 inch thay vì 5 inch như phiên bản cũ riêng phiên bản cao cấp sẽ nhận được bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn 12.3 in cùng màn hình H10.8 in. Nissan X-Trail 2021 được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 in tiêu chuẩn, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe được cung cấp sẵn tùy chọn màn hình 9 in với độ phân giải cao hơn, tích hợp tính năng điều hướng. 3. For Territory Nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam đang mong ngóng sự trở lại của cái tên Ford Escape nhằm cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CZ-V. Thế nhưng, hãng xe Mỹ dường như sắp ra mắt một mẫu SUV hoàn toàn mới và lạ lẫm mang tên Ford Territory. Nhiều khả năng, Ford Territory sẽ được mang đến thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2021. Về mặt thiết kế, Ford Territory có thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh hơn so với Escape. Đầu xe nổi bật với lưới tải nhiệt nhỏ gọn, thiết kế liền khối với cụm đèn pha dạng LED. Đèn gầm nằm trong hốc nhỏ riêng biệt trong khi cản trống và phía trước có thiết kế khá hầm hố. Hiện tại, nội thất bên trong phiên bản dự kiến được bán tại Việt Nam vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên, dựa theo triết lý oan for nhiều khả năng trang bị của bản bán tại Việt Nam sẽ tương tự thị trường Philippines. Một số trang bị nổi bật có thể kể đến như màn hình giải trí trung tâm 10 in, tương thích Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, sạc không dây. Một thông tin mà nhiều người Việt sẽ quan tâm, Territory là mẫu SUV mà Ford đã giao phó phần thiết kế và sản xuất cho công ty Z Angling Motor của Trung Quốc. 4. Hyundai Tucson. Ở phân khúc đang tăng trưởng nóng tại Việt Nam là crossover cỡ C, Tucson đang chịu sức ép lớn từ bộ đôi mẫu xe đối thủ thương hiệu Nhật là Mazda CX-5 và Honda CZ-V. Chính vì vậy, việc đưa phiên bản hoàn toàn mới của Tucson với một loạt nâng cấp đáng giá sẽ khiến cuộc đua doanh số ở phân khúc này ngày càng hấp dẫn hơn. Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 được giới thiệu tới người dùng toàn cầu hồi tháng 9 năm 2020. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Tucson đã được lột xác về thiết kế, hứa hẹn trở thành một trong những mẫu crossover nhỏ gọn nổi bật nhất trên thị trường. Không chỉ lột xác về thiết kế ngoại thất, Hyundai Tucson mới còn nhận được những nâng cấp đáng kể bên trong khoang cabin. Nhìn chung, thiết kế khoang nội thất của Hyundai Tucson thế hệ mới đơn giản, hiện đại và cao cấp. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng lớn 10.25 in và bảng đồng hồ đo kỹ thuật số. Hyundai cũng đã loại bỏ các nút bấm truyền thống và các nút bấm điều khiển hệ thống điều hòa. Đáng chú ý, bước sang thế hệ mới, Tucson sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời chiều dài trục cơ sở cũng được gia tăng mang đến cho người dùng một không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn. Xe cổ, xe cổ, XXX